Thưa quý vị, với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã ghi dấu ấn đặc biệt trong phong trào thanh niên của đoàn các cấp, khẳng định sức lan tỏa mãnh liệt của phong trào tình nguyện trong đời sống xã hội, góp phần tạo ra các giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay, Thanh đoàn Đà Nẵng tổ chức 9 đội tình nguyện với trọng tâm là công tác tình nguyện tại các địa bàn khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, gồm các đội hình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh, chuyển đổi số cộng đồng, khám bệnh phát thuốc miễn phí, vì đàn em thân yêu, chuyển giao khoa học công nghệ. Với nhiều nội dung đa dạng, phù hợp với nhu cầu thực tế, các hoạt động tình nguyện hè năm nay đã thu hút hàng ngàn đoàn viên, thanh niên, là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân, viên chức, doanh nhân trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang tham gia. Em rất là vui và hãnh diện vì bản thân có thể trở thành được một chiến sĩ của chiến dịch hè hoa phượng đỏ năm 2022. Em cố gắng để có thể cống hiến hết mình bằng chiến dịch tiếp sức mùa thi cũng như là những cái vai trò khác. Bên cạnh các cái hoạt động truyền thống thì năm nay đoàn thanh niên hội sinh viên Đại học Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các cái đội hình tình nguyện thực hiện những cái phần việc, các cái hoạt động phù hợp với cái khả năng, các cái trình độ và kiến thức của các bạn sinh viên, như là các cái hoạt động tập huấn các cái chuyển đổi số, đào tạo, hỗ trợ kỹ năng công nghệ thông tin, chuyển giao khoa học công nghệ, hỗ trợ xây dựng các đề án quảng bá du lịch cho các địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh các hoạt động trải dài xuyên suốt của chiến dịch, các ngày hoạt động cao điểm trong chiến dịch hè như chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị, chung tay xây dựng nông thôn mới, vì đàn em thân yêu, hay ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn đã được triển khai rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể thanh niên thành phố. Kết quả cụ thể của chiến dịch đã góp phần hỗ trợ hiệu quả tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hỗ trợ tích cực vào việc chăm lo, cải thiện đời sống xã hội của cộng đồng. Đồng thời, thông qua chiến dịch, thực sự trở thành môi trường giáo dục của thanh niên, tạo cơ hội cho thanh niên cống hiến và trưởng thành. Trong thời gian tới thì đây là một trong những cái nội dung mà chúng tôi sẽ tiếp tục hướng đến để đào tạo giáo dục về chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ. Từ đó các bạn cũng sẽ chuyển mình hơn về những nhận thức trong lối sống của mình. Có thể nói, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm đã trở thành một hoạt động thường niên mang dấu ấn của tuổi trẻ, là sự tiếp nối tinh thần xung kích của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Từ đây, thanh niên Đà Nẵng càng nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình để tiếp tục cùng chung tay hành động, đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ vào sự phát triển của đất nước, của thành phố quê hương.